Ủa đưa rồi, mọi người coi. Ok. Ngon lành quá mọi người ha. Rồi. Chào mọi người nha. Thì hôm nay Quy tiếp tục Quy đi câu cá lóc ha. Hôm nay Quy đi câu dạo mấy con kênh ở đây nha mọi người ha. Thì hôm nay Quy quýnh hai loại mồi, một cái là mồi nhái với lại một cái là mồi giả ha mọi người ha. Thì tùy theo địa hình mình câu ha mọi người ha. Thì bây giờ tạm thời Quy câu ở đây trước đi. Rồi sau Quy đi dài lên. Có cá rồi Quy quay tiếp cho mọi người coi ha. Mọi người xem mà thấy hay á thì mọi người cho Quy xin một like nha. Rồi, cho Quy móc con nhái Quy quýnh ra đây thử mọi người. Dính đây mọi người. Ok mọi người ơi, à, ngon quá mọi người. Đây ok, cá ngon rồi mọi người, đẹp ha. Đó rồi, Quy tháo ra nha, quá đẹp. Đây. Rồi, cứng ngắc rồi ta. Cứng lắm mọi người, để bị tắt máy Quy tháo ra. Đây mọi người ơi, con cá ốc này nó dẫn bầy ha. Quy chủ yếu là Quy quay, Quy bắt, Quy quay phim cho mọi người coi thôi. Chứ cá dẫn bầy Quy không có bắt nha. Nó đang dẫn bầy nên thôi. Giờ mình thả nó xuống lại mọi người. Con này nó dẫn bầy đi. Rồi ok. Giờ Quy đổ qua cái con Oichi màu sắc này Quy quýnh mọi người. Nãy giờ nó có một con nè, nó cứ theo nó ăn, nó cứ ghìm cái đầu con nhái Quy xuống sình không. Nó ngậm mà nó nhả, nó ngậm mà nó nhả không. Dính, dính rồi nè mọi người. Thấy không? Đó, nãy giờ nó theo. Đây. Ok mọi người. Để Quy đưa cho mọi người coi. Ok. Ngon lành quá mọi người ha. Rồi, Quy tháo ra một cái. Đó. Ok mọi người. Rồi. Tháo lưỡi ra một cái nha mọi người. Rồi, thấy cái trời như tháo ra một cái.
Rồi, ok mọi người. Đem bỏ thụng nha. Ăn nó nè mọi người. Đây. Mới đường đầu tiên rồi mọi người. Ok rồi mọi người ha, mới vừa quăng xuống là nó quất luôn á mọi người. Rồi, mấy con nhỏ hồi chút chiều Quy thả sao ha. Giờ Quy cứ bắt Quy quay video cho mọi người coi một cái. Quy chưa kịp bấm máy quay luôn á, Quy mới có vừa quăng xuống á, Quy thử thôi đó mà nó quất luôn rồi. Ok mọi người. Tháo cái thằng cái bỏ thùng trước đi. Cứng quá mọi người. Quy tắt cái máy này. Rồi ra rồi. Ok mọi người ha. Chín nè mọi người, đó nè mọi người, đây, ok, đây, ok ha mọi người ha, đó, rồi, quá ngon mọi người, anh Hiền thì anh đang quýnh ở dưới kia, rồi, mình tháo ra nha. Đây, giờ tháo nó ra mọi người ơi. Đem vô trong mát rồi ngồi dở cho nó. Trời 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 trời. Rồi, ok ha mọi người ha. Tôi bỏ thùng cái. Dính rồi mọi người. Đây. Nhỏ rồi mọi người. Đây, ok mọi người. Đó. Rồi. Ok mọi người ha. Rồi, tháo ra cái mọi người. Ngọc ngọt rồi. Mấy con này về mà muốn xả chiên là hết bài luôn đó mọi người. Rồi, ok mọi người. Này. Đẩy nó xuống đây đi. Rồi, nó bơi rồi mọi người. Máy này là vừa câu vừa phá đó mọi người. Ok. Rồi, đi đi con. Bắt chơi phá vậy đó mọi người, đã buồn đó mọi người.
Sang một dính. Quê nè mọi người. Ok quá ha mọi người ha. Cũng được. Vì tháo gần cái này. Ngon lành. Lấy cái kẹp cá, mình kẹp mình tháo gàn cái rồi. Rồi. Trời ơi, nó táp hụt rồi mọi người thấy không? Chuẩn ghê ta. Dính. Dính rồi mọi người. Đây nè, đó. Ok mọi người. Đây. Rồi. Con này là con thứ 6 rồi nha mọi người. Đây. Lành quá mọi người. Đây cái kèm mới tháo ra cái. Về đi con. Ok mọi người ha. Rồi. Đó, nó bơi luôn rồi đó mọi người. Dính. Dính đây nè mọi người. Đây, đây. Trời. Trời nó có chút xíu, nó cũng quất nha mọi người. Ha. Ok mọi người. Tháo anh lại, tháo, bị thả luôn rồi. Còn nó xíu xíu. Okay, mọi người. Rồi.